đến đây em cũng muốn come out một điều. Vợ em thấp hơn em 30 phân. Dạ như là em 1m88 thì vợ em chỉ có 1m58 thôi, nhưng mà lại hơn em tới 10 tuổi. Ở cuộc sống xã hội bây giờ thì đây là một điều hoàn toàn bình thường, nhưng mà cũng đã có. Vì sao khóc? Em có lỗi với cô ấy à? Tên chương trình chưa, em nghĩ là chưa kết thúc đâu anh ạ. Chắc là chưa xong đâu. Tôi tin rằng là còn một cú tweet nữa. Chào em. Dạ em chào anh ạ. Em chào tất cả anh chị ngồi dưới này ạ. Em giới thiệu về mình đi. Em là Phạm Duy Anh. Hiện tại em đang là chủ của một cơ sở salon tóc tại Hà Nội. Và rất là vui khi hôm nay được đứng ở trên sân khấu này, được gặp anh Trấn Thành và được gặp rất nhiều anh chị em nghệ sĩ. Em được là mình ngày hôm nay. Không tin. Dạ. Bạn giới thiệu một chút về gia đình của mình đi. Theo như trên giấy tờ thì đây là người vợ chính thức của em. Cho em xin 5 giây hít thở anh Thành nhá. Mà sao mà run thế? Đến đây em cũng muốn come out một điều. Vợ em thấp hơn em 30 phân. Dạ như là em 1m88 thì vợ em chỉ có 1m58 thôi, nhưng mà lại hơn em tới 10 tuổi. Mọi người rất hay trêu em, đó là em rất là cao, sau này mày chỉ lấy được những người thấp thôi. Thì sự thật đấy đã đứng ở đây thật. Anh hiểu cái điều đang xảy ra trước mắt anh. Thật ra anh nói với em thế này, qua cách em chơi game, bên trong em vẫn là một người rất là trẻ. Anh nghĩ là cái người phụ nữ này giúp cho em trưởng thành nhiều, có đúng không? Dạ vâng ạ. Và em thích điều đó, em thích cái sự từng trải của người ta. Và cái điều đó làm cho em cảm thấy là khi ở với cái người này, em tìm được bản thân mình ở một cái version tốt hơn. Dạ, đúng rồi ạ. Theo em, ở cuộc sống xã hội bây giờ thì đây là một điều hoàn toàn bình thường, nhưng mà cũng đã có. Vì sao khóc? Em có lỗi với cô ấy à? Mạnh mẽ lên. Về vấn đề tuổi tác ấy, thì cái mà bọn em đã vượt qua được ở là về gia đình. Mọi người cũng khá là ngăn cấm. Trong suốt gần 2 năm thì bọn em vẫn cả đến với nhau và quyết định sẽ có với nhau một cái sản phẩm như này. Và đây là kết quả, và để làm cái minh chứng cho cái tình yêu của bọn em. Dễ thương. Anh cũng chưa một lần được nói với em điều mà gần như là ai sinh ra cũng phải nói. Em đồng ý làm vợ anh nhé. Anh đồng ý.
Bạn cảm thấy như thế nào trong lúc này? Duy Anh trong suốt 2 năm qua luôn là người đồng hành cùng với cả em. Đúng là như Duy Anh nói thì có sự ngăn cấm của gia đình, có sự để tâm hơi quá đà của xã hội. Tuy nhiên là khi mà bọn em có An An thì gần như nó là một cái phép màu mà hóa giải được tất cả những cái việc đó. Em bé không chỉ là chứng minh cho tình yêu mà cũng là chứng minh cho trách nhiệm của cả hai người nữa. Trước đây thì em cũng chỉ là vợ trên giấy tờ, tại vì bọn em đăng ký kết hôn trước, chưa có một lời cầu hôn và chưa có dự định là sẽ tổ chức khi nào cả. Có dự định rồi. Khi em bé biết đi, bọn em sẽ tổ chức đám cưới. Đầu tiên là dự định là sẽ cho em bé ngồi ô tô điện để đi lên, nhưng mà em lại thay đổi suy nghĩ là muốn cho biết đi để bé có thể cầm hoa lên đưa cho bố mẹ. Thì cũng rất là mong chờ khoảnh khắc đó. Mình nói thật là mình rất là thích cái từ của bạn nói là đây là một cái kết quả, nó không chỉ là để minh chứng cho cái tình yêu mà nó minh chứng cho cái trách nhiệm á. Phải là những cái người rất là sâu sắc và trưởng thành thì mới nói ra được cái từ đó. Tôi hiểu là vì sao Duy Anh cảm thấy rất là xứng đáng để đấu tranh mọi thứ vì bạn. Tại vì bất cứ một cái tình cảm nào mà khi mà chúng ta bị lên án quá nhiều, bị ngăn cấm, bây giờ làm sao để cho những cái người đó họ có thể yên tâm để tin cái điều này đây, thì cái trách nhiệm nó cực kỳ lớn. Mình không làm được cái trách nhiệm gì, mình sẽ không thấy rằng là cái điều đó nó hợp lý cho cả chúng ta và cho cả họ nữa, bởi vì họ cũng đang yêu thương mình. Trong cái giây phút này mà bạn có thể nghĩ ra được cái từ đó để bạn nói thì tôi hiểu là vì sao người ta phải yêu bạn. Đó là lý do mà vì sao mà người ấy là ai xuất hiện, thưa quý vị, là để cho mọi thứ, mọi cái ranh giới nó gần lại với nhau. Chắc là Chen xin phép được nói trước. Mình có rất là nhiều bạn người Bắc, nhiều những cái gia đình mà họ phải cưới nhau vì ý kiến của ba mẹ, là ba mẹ thích ai thì con mới được cưới. Từ bé đến lớn là họ cho rằng vì đấy là cái trách nhiệm của một người con trai trong gia đình, vậy nên là họ ở bên một người mà đôi khi là họ không hề hạnh phúc. Rất ít khi mà có thể dám theo cái tình yêu thực sự của đời mình. Vậy cho nên là ngày hôm nay thực sự là em khóc, tại vì em quá là xúc động, tại vì rất là nhiều người bạn em không hề hạnh phúc một tí nào hết. Mà anh có thể làm cái điều này và để cho tất cả mọi người nhìn thấy cái tình yêu đích thực là gì và cái giá mà mình có thể nhận được khi mà mình theo đuổi cái tình yêu thực sự của đời mình. Rất cảm ơn anh chị. Mời Sa. Em chào cả nhà. Rất là xúc động và cảm ơn cả gia đình đã có mặt tại đây ngày hôm nay. Ở trong cái lứa tuổi mà một chút bấp bênh trong tình yêu, đôi khi là mọi người xung quanh góp ý cũng làm em suy nghĩ. Thì hôm nay ở trên sân khấu này, rất cảm ơn anh chị và bé đã đến đây, làm em nhận ra là người dũng cảm xứng đáng được hạnh phúc. Và cảm ơn mọi người đã chia sẻ câu chuyện đấy ở trên này, để sau này em hay là mọi người đang đứng ở đây chỉ cần biết đấy là đúng thì sẽ có đủ bản lĩnh đấu tranh cho nó. Xin chào gia đình. Bản thân của Minh Tú thì đứng ở đây rất là ngưỡng mộ chị, bởi vì chị là một người rất là mạnh mẽ để có thể vượt qua được những cái định kiến. Đôi lúc thì Duy Anh chắc chắn là sẽ có những cái suy nghĩ nó hơi trẻ con, và chị không có bao giờ từ bỏ. Đến ngày hôm nay khi đứng ở đây thì em thấy rất là rõ ràng cái tình yêu mà chị dành cho Duy Anh, và hy vọng rằng là Duy Anh sẽ dành lại cho chị một cuộc đời cực kỳ hạnh phúc và viên mãn. Cảm ơn Tú. Một lần nữa xin được chúc phúc và hy vọng là cái ngày mà bạn tưởng tượng nó sẽ diễn ra đúng như những gì mà bạn suy nghĩ trong đầu. Trước khi mình chia tay thì không biết mọi người có lời nói gì với Sa không? Rất cảm ơn chương trình Người Là Ai. Cảm ơn anh Trấn Thành cùng tất cả những các anh chị khách mời. Và cảm ơn bạn Tô Sa hôm nay đã lắng nghe câu chuyện của tớ. Và hy vọng trong thời gian sắp tới Tô Sa sẽ tìm cho mình được một tình yêu đích thực. Thực ra khi là phụ nữ thì bình thường mọi người hay động viên nhau là hãy mạnh mẽ lên. Thế tuy nhiên là với cái cảm nhận của mình, phụ nữ bây giờ mạnh mẽ tùy thời điểm thôi. Hãy cho phép mình được yếu đuối thì bạn mới có cơ hội để gặp người đàn ông của đời mình được. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Chúc phúc cho hai bạn. Xin cảm ơn.